Thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và triển khai có hiệu quả mô hình Tuyến Kiệt an toàn, văn minh, sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khê, quận Thanh Khê đã triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực, trong đó có việc góp sức cùng các khu dân cư triển khai mô hình ngõ hoa được đông đảo người dân nhiệt tình tham gia. Đến trước kiệt K01B đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, hẳn nhiều người sẽ ấn tượng thích thú vì những chậu hoa và cây cảnh đã trở thành điểm nhấn, tô điểm cho không gian sống nơi đây thêm đẹp. Vừa rồi là triển khai cái thân thiện môi trường ở khu K01B, tổ 11, 12. Đấy, thế thì vừa rồi tuyên truyền cho nhân dân này là 100% đã mua thùng rác, tức là đảm bảo môi trường. Hai là hội phụ nữ thì động viên toàn bộ chị em, tức là dùng cái giỏ hoa, tức là mỗi một nhà một cây, một giỏ hoa để cho nó không khí trong cái đường K01 nó đẹp. Nói chung là nhân dân rất ủng hộ và đồng tình. Những ngôi nhà khang trang, ngõ xóm sạch sẽ, thông thoáng, khu vườn xanh mát, hai bên đường những không hoa màu sắc được chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng là kết quả triển khai mô hình ngõ hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Theo đó, Tuyến Kiệt dài 400m với 156 hộ dân. Ban cán sự chi hội đã vận động hội viên góp công sức trồng hoa và cây xanh, mỗi nhà ít nhất 2 chậu cây hoa cảnh trang trí trước nhà, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tôi thấy từ khi mà triển khai cái mô hình này là mọi người dân ở trong khu dân cư là nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực, chăm sóc cây cảnh, đường khu phố là luôn luôn dọn sạch sẽ, cảm thấy cuộc sống nó mến yêu hơn. Qua đây tôi muốn là nhân rộng mô hình này là với các tuyến kiệt khác, là để tạo cái môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Từ khi triển khai mô hình, các hộ dân tự giác dọn vệ sinh ngõ luôn sạch sẽ, nhắc nhở nhau không để rác thải, vật liệu xây dựng bừa bãi. Cùng với đó, các hộ dân đã ý thức chủ động tham gia bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh, góp phần thiết thực phong trào chung tay xây dựng Đà Nẵng, thành phố môi trường.